Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em là Liễu ở Cao Bằng. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 22 tháng 5 năm 2022. Em lại bán hàng mong nhận được sự ủng hộ cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhé. Nếu mà hàng có vấn đề gì thì vui lòng quay video lại để em khiếu nại bên vận chuyển. Em sẽ gửi hàng nhanh hoặc là thường cho các bác qua đường bưu điện, phụ thuộc vào cái hàng các bác đặt nhé. Những cái tép hoa mà nó dính ngồng hoa hoặc là những chậu có sẵn ngồng hoa luôn thì em sẽ xé vé bảo hành luôn. Còn những cái tép mà nó không dính vòi hoa vào thì em sẽ viết chữ của em vào lòng căn cứ bảo hành nhé các bác. Vui lòng không cạo đi nhé. Trước tiên em xin phép được chúc các bác có một buổi chiều tối vui vẻ nhé. Đây là mặt hoa vị hoàng của nhà em vừa mới nở đấy các bác. Đây. Hoa bầu bĩnh khá là xinh nhé. Nay trời không nắng mà đang mưa nên nó xanh đẹp lắm. Đây. Nó đang nở này. Vị hoàng bây giờ em bán là tầm 500 một tép. Là láng nhá các bác. Mẹ ơi, cái hoa này à? Ừ. Đây là ôi giời. Tự nhiên lại quên tên bí từ. Hồng hỷ. Đấy, hồng hỷ nó đẹp quá các bác. Con ơi, lấy hoa kia về để cho mẹ nào. Đây nhá, mặt hoa. Mặt hoa lô hội thường này, hồng hỷ này. Đấy, nó đột biến đẹp quá các bác. Đây, em sẽ so để các bác xem nhá. Đây. Hồng hỷ em bán 500 một tép nhá. Thực ra em cũng chỉ có một chậu nên là bán được thì được, không được em để chơi. Nó là bông spalet. Ở đây em có vàng cánh chim nhá các bác, hay còn gọi là mai nhạn. Đây. Đây, hoa vàng cánh chim rất là dài cái ngồng hoa các bác. Em bán 100.000 một tép nhá. Những bác nào đặt hàng thì hai ngày nữa em mới ship nhé, tại vì chỗ em trời đang mưa, em không cắt cây được nên là nó bị ướt rồi các bác ạ. Vàng tuyên quang 300.000 một tép. Đây, mấy hôm nữa xanh Huế nhà em mới nở cơ. Đây, vị hoàng em lúc nãy vừa thấy chỗ này cũng vừa nở này. Đây, vàng cánh bầu Hải Phòng nha các bác. 100.000 một tép. Ôi dồi, mưa quá em chạy vào nhà đã. Ướt điện thoại mất. Ở đây em có chậu trắng ánh tím Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây. Trời nắng thì hoa nó sẽ tím tím, phớt tím, phớt tím ma mị, nhìn rất là đẹp nha các bác. Nó gồm có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân. Nó có 4 thân, 3 măng và 1 vòi hoa nhé các bác. Bác nào lấy 400.000 ạ. Đang hoa tại chậu, em gói cả chậu gửi cho luôn nhé. Tại vì em đang xách vào đây không bị ướt đâu ạ. Bảo lan hôm nay nữa thì nó cũng bung hết rồi đấy các bác. Đây. Ở đây em có nghệ đen nhé các bác. Em bán 100.000 một cân, bác nào muốn lấy đi làm giống em sẽ chọn những củ non như này cho nhá. Như này thì em sẽ không rửa gì cả để đi các bác trồng luôn, nó không ảnh hưởng giống nhá. Còn bác nào lấy đi làm thuốc thì em sẽ chọn củ già cho, cũng 100.000 một cân ạ. Đây, bác nào lấy đi làm thuốc em sẽ chọn những củ như thế này cho nhá. Ở trong nó màu xanh nhá các bác, nó có tên là nghệ đen hay còn gọi là nghệ xanh đó. Đây. Em bán củ ba kích nhá các bác. Củ ba kích tím thì em quay nhảy các bác cũng nhìn thấy rồi, em tách cho khách. Em bán là 280.000 một cân, em đã tách lõi sẵn và rửa sạch sẽ như thế này nhá. Đây, ba kích tím em còn bằng này nữa là hết nhá các bác. Chỗ này chắc còn tầm 3-4 cân nữa. Đây. Bác nào lấy thì
Thích lấy củ như này đi tự tách thì em sẽ gửi cả như này cũng được, hoặc là bác nào bận rộn không có thời gian tách thì em liệu sẽ làm sẵn cho rồi gửi cho các bác nhé. Em lấy vào túi hút chân không đi, xong là gửi cho các bác, có thể gửi khắp Việt Nam được, ok nhé. Cái này là ba cái rừng nha các bác, nó rất là già rồi, nó đây em cũng không cần nói nhiều, các bác nhìn thấy thì cũng biết rồi này. Nếu mà các bác nào lấy củ tươi thì chưa tách gì cả thì 250 một cân nhá, còn em làm cho thì 280 một cân nhá, cho các bác nhá. Nhà em đang làm ba kích cho khách. Đây đào về thì sẽ chải sạch sẽ từng củ một nhá các bác nhá. Đây là đây là người làm của em. Không buồn cười. Đây là tay sai vặt của em nhá các bác nhá. Thiên lôi chỉ đâu đánh đây. Đây các bác nhá, nó rất là tím, cái ngâm vào tím đẹp lắm, ba cái rừng xịn luôn này, rất tím đẹp nhá các bác nhá. Đây ạ, ba cái tím này đẹp không, cái này ngâm ra đẹp cực luôn. Của ba kích sau khi đã tách lõi đây nhá các bác, em sẽ bỏ vào cái túi hút chân không như thế này rồi em bỏ vào máy đi hút không khí ra hết cho gửi cho các bác nhá. Đây các bác chỉ việc ngâm nè. Đây làm sạch sẽ như này hết là 280 một cân nhá. Em còn có tuyết ngọc nữa nhé các bác, tuyết ngọc em cũng bán 100.000 một tép. Bây giờ em sẽ bán sang dược liệu luôn nhé các bác. Quả sim khô, quả sim rừng chín lấy về phơi khô rồi em bán 100.000 một cân nhé các bác, có thể lấy đi làm thuốc hoặc là ngâm rượu. Tiếp theo là tầm gửi của cây gạo đỏ, em bán là 250 một cân nhé. Đây là cà gai leo em bán 150.000 một cân ạ. Quả mắc mật chín em phơi khô rồi nhá các bác, nó thơm dẻo như mứt ấy, em bán 100.000 một cân, nó là đặc sản Cao Bằng nhá các bác, có thể lấy đi kho thịt kho cá hoặc là bỏ vào canh làm bánh cuốn hoặc là phở bún hoặc là quay lợn quay vịt. Tiếp theo là có bột sắn dây, đây là tinh bột sắn dây nguyên chất nhé các bác, không thêm cái hương hoa hương gì cả. Các bác lấy đi nếu mà muốn uống có hương thì các bác có thể vắt chanh vào nhé. Em bán là 200.000 một cân ạ. Tiếp theo là miến rong đặc sản Cao Bằng, em bán là 100.000 một cân nhé các bác. Quả chuối hột rừng, đây là chuối già chín rồi phơi khô nha các bác, 100.000 một cân ạ. Các bác có thể lấy đi ngâm rượu hoặc là làm thuốc. Tiếp theo là thổ phục linh em bán 150 một cân nhá. Các bác bị đau nhức xương khớp phong tê thấp, lấy đi ngâm rượu dùng hoặc là dùng làm thuốc gì thì tùy ý các bác nhé. Tiếp theo là cốt tỏi bổ tắc kè đá, em bán 150 một cân. Đây là củ tròn nhé, củ dẹt cũng vậy, củ dẹt thì phơi nắng nó sẽ lên vàng ươm rất là đẹp. Tiếp theo là có cây mã đề, em bán 100.000 một cân, xếp từ 5 lạng. Củ bình vôi em bán 20.000 một lạng, em xếp từ nửa cân nhé. Chè dây Cao Bằng, dùng cho các bác bị đau bao tử, đau dạ dày với lại mất ngủ nhé, các bác lấy đi pha uống, 100.000 một cân ạ.
nhiều tuyết, nhiều lá rất là thơm nhá. Tiếp theo em có mộc nhĩ rừng. Cái này nhìn mã nó sẽ không đẹp như là cái hàng trồng nha các bác, nhưng mà ăn thì bảo đảm là ngon và nó không có chất gì cả, bảo quản cả. Cái này là phơi khô tự nhiên rồi bán rồi. Em bán 300.000 một cân nhá. Tiếp theo em có nấm ngọc cẩu ruột vàng nha các bác. Em bán là 160.000 một cân ạ. Nấm ngọc cẩu hay còn gọi là nấm nấm tỏa dương đó. Tiếp theo em có chè nhân trần. Nhân trần em bán với giá là 150.000 một cân nha các bác. Rễ mố tần, cái này thì rất là dễ bán, ngày nào em cũng gần như ngày nào cũng có đơn luôn. Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực khỏe mạnh, và các bác bị đau lưng mỏi gối hoặc là dùng làm cầm máu cũng rất là tốt nha các bác. Em bán 150.000 một cân, cái này cạo vỏ sạch sẽ rồi nó là rễ không nhá. 150.000 một cân. Các bác lấy đi ngâm rượu, nếu mà các bác có thời gian thì ngâm nó vào nước vo gạo đi mấy tiếng, sau đó là sao lên cho nó thơm, rồi ngâm rượu các bác có thể ngâm với sáp ong cho nó ngọt cho dễ uống nhé, hoặc là ngâm với kỷ tử hoặc là táo đỏ nữa cũng được. Ở đây em có măng đặc sản Cao Bằng, em bán là 200.000 một cân nhé các bác. Đây là măng mầm ạ. Em có hạt dổi nếp rừng 2.000.000 một cân, em ship từ 2 lạng nhé. Ở đây là củ cải trắng phơi khô rồi nhá các bác, nó rất là thơm, các bác có thể lấy đi làm rau nhé. 100.000 một cân ạ. Em có nấm hương đặc sản Cao Bằng, em bán là 300.000 một cân nhé các bác. Nấm hương em sẽ ship đơn hàng từ nửa cân nhé. Ở đây em có hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực này là hoa đu đủ đực sấy lạnh nhé các bác. Nó còn xanh và nhìn rất là đẹp mã, nó rất thơm nhé. Dược chất nó bảo đảm tuyệt vời luôn. Em bán 600.000 một cân, em sẽ ship đơn hàng từ nửa cân nhé. Ở đây em có thông đất nha các bác. Cái thông đất này thì dùng cho bệnh nhân bị teo não, hoặc là những bác bị sa sút trí tuệ, người lố lẫn hay quên thì các bác có thể lấy đi đun nước uống nhá. Hoặc là các bác bị Alzheimer thì các bác có thể dùng với lá dâu tằm. Em bán 150.000 một cân. Ở đây em còn có quả chuối hoạt rừng, chuối mật này nữa nhá các bác. Các bác nào mà các bác hay tiếp khách thì lấy cái chuối này đi ngâm rượu thì nó rất là thơm và ngọt nhá. Đây, chuối này nó dễ uống, nó không giống các loại dược liệu khác, và quả chuối chín rồi ấy các bác, nó không bị chát như là quả chuối xanh đâu nhá. Quả chuối xanh thì cái vỏ bên ngoài này nó sẽ còn màu trắng. Cái này chuối mật chín rồi, chín quá đi rồi, nó nhìn nó kiểu như là màu nó rất là bóng, nó kiểu như màu vàng đậm luôn. 100.000 một cân nhá, bác nào lấy em sẽ ship cho. Cái túi này em đông là 1 cân, còn em đông sẵn những cái túi 2 cân, bởi vì đa số các bác lấy thì toàn lấy 2 cân thôi. Chuối này thì rất là dễ bán. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Cô chú nào xem video thì làm ơn cho em xin một like. Cô chú nào chưa đăng ký kênh thì làm ơn cho em xin một lượt đăng ký ủng hộ em với nhé. Cảm ơn các bác, chào các bác. Cái tay này của em không phải bẩn đâu nhá các bác, em tách 3 kít cho khách ấy. Mỗi lần tách là sẽ bị tách nhiều quá sẽ bị rách cái găng tay và nó sẽ tím nhau tay như thế này. Chào các bác nha.